nhá, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Một tình huống không hiểu ý giữa ứng gióng và thủ thành bên phía đội Gia Bình. Và nó bất ngờ để giành một bàn thắng dành cho Đống Đa. Thì bất ngờ các đội Gia Bình đã dành tặng cho Đống Đa một món quà. Quân Bình tỷ số dành cho đội Gia Bình. Đường dàn xếp rất tốt của đội bóng áo vàng và người ghi bàn có lẽ là Ngọc Vũ. Chúng ta xem lại đường dàn xếp đá biên rất hay của cầu thủ Gia Bình. Liam rất tốt. 2-1 dành cho cầu thủ Đống Đa. Khá nguy hiểm. Cú xử lý từ xa của Ngọc Vũ. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho các đội Gia Bình. Cho cao thủ Gia Bình. Messi không được. Rất nhanh của cầu Messi. Rất nguy hiểm. Cú xử lý rất bất ngờ luôn dòng và tỷ số là 2-2. Tập trung vào một là trận rất nhanh của luôn dòng. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Là hướng dòng đầu tàu của các cầu thủ Gia Bình trong trận đấu ngày hôm nay dành cho các cầu thủ Đống Đa. Đánh đầu rất tốt. Đúng bật cao đánh đầu của Mạnh Cường. Cường ăn mừng theo phong cách của Ronaldo. Tỷ số là 3-2. Trận đấu quá hấp dẫn. Chúng ta cùng xem lại đúng bật cao. Không có ai kèm Mạnh Cường trong tình huống vừa rồi. Thật là nguy hiểm. Được một hướng dòng. Rất nguy hiểm. Được xử lý tốt của Ngọc Vũ. Thắng có tập trung đến học người vừa đúng ra. Cố định này sẽ là một cơ hội rất lớn. Đánh đầu không được. Hướng bật cao cái đầu và đi quang khơi. Rất may cho chúng ta Gia Bình cho bóng đi vào xa. Thôi đứng bóng lên. Không vào. Rất đáng tiếc. Bóng vừa rồi còn dọc còn đường di chuyển của đứng bóng lên. Nếu như chính xác hơn đường vừa rồi. Rất may mắn. Đúng rồi, trong này có coi kết thúc trận đấu và tỷ số chung cuộc là 3-2 như vậy các đội Đống Đa. Trận đấu căng thẳng thực sự cho cuộc chiến đâu mà. Và tôi cùng nghỉ giờ nào trong ít phút trước khi để diễn biến tiếp theo của lần đấu thứ 2 trong buổi chiều hôm nay.
Like và share nhịp đập iFootball và iFootball TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.